Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, hello Rin. Hello mọi người, đây là Rin ha. Đam mê cá biển, đam mê về san hô thì có thể đăng ký kênh Rin Aquarium ha. Cá biển á, là nó là một cái lĩnh vực nó khác biệt so với những cái dòng bếp khác. Các bạn newbie á, lúc mà mới bước chân vô cái cuộc chơi này thì cũng không biết là nên chuẩn bị cái gì đâu. Chơi môn này thì thật sự nó vô vàng, nó nhiều lắm. 3 năm vừa qua em đã ở trong môn này chơi rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng hướng dẫn cho các bạn những cái điều cơ bản nhất. Là những cái farm em dưỡng cá, rồi những cái farm em farm san hô. Có nghĩa là ở đây mình có thể cung cấp luôn về cá, về san hô, về phụ kiện, tất cả các loại luôn đúng không em? Đúng rồi, thì thật sự cái đây là cái bảng dành cho newbie, nhưng mà tụi em chơi theo cái phong cách pro rồi. Có nghĩa là newbie thì chỉ thay nước thôi, còn ở đây là tụi em đã đo test chất cơ bản và mình chăm chất bằng tay cho các bạn một bước tiếp theo đã lên chuyên nghiệp. Này là những cái này là san hô hết hả em? Dạ, toàn bộ là san hô sống hết, anh có thể thấy ở đây là nó đang bò nè, nó bò lan ra nè. Anh đụng nó sẽ phản ứng với cái tay của mình luôn á. Cái tay sạch đúng rồi, okay. nó bám á bạn, giống như nó tương dạ. Tái cái tay mình á, sinh vật phù du, thực vật phù du trong nước á là nó sẽ rất là nhỏ. Rồi con này nó có xúc tu, nó bắt nó là động vật nó ăn, nhưng mà nó có khả năng quan hợp nữa. Vậy đa dưỡng là giữa động vật với thực vật luôn đúng không? Dạ đúng rồi, khoảng nửa năm nửa năm rồi thì anh thấy không, lúc đầu đó chỉ có một cục đây nè. Sao anh thấy cái phần trắng trắng ở trong không? Đúng rồi. Là nó bò lên á, cỡ nửa năm nữa có thể nó bò kín cái lao này luôn. Cả ngàn con, may ra mới được một con đột biến như này. Dạ. Có tiệm xăm thì anh sẽ tặng cho vợ anh một cái hồ giống như vậy nha. Dạ. Sẽ đắp giùm anh một cái bộ như vậy. Okay. Ok ha. Dạ. Rồi ok anh em, chốt đi luôn. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đúng qua một cái đề tài mới ha. Thì bản thân mình là một người rất là đam mê thiên nhiên và động vật ha. Chuyên môn của mình là về bò sát các dòng. Tuy nhiên mình cũng có một cái sự ấn tượng rất là sâu sắc ha. Rất là hào hứng với cái dòng cá biển rất là đẹp luôn. Nhưng mà cá biển thì nó sẽ khó khăn hơn, nó có những cái yêu cầu khác biệt hơn. Tại môi trường sống của nó là nước biển, nó cũng khác với lại cá nước ngọt luôn. Thì mình thì không có nhiều cái kinh nghiệm cũng như là thông tin dùng này. Thì hôm nay mình có ghé thăm chỗ của Rin Aquarium ha. Thì ở số 188 Nam Hòa của Phước Long A, Thủ Đức. Ok, thì hôm nay mình sẽ tới đây, mình sẽ giao lưu với lại bạn Rin. Và nhờ bạn Rin sẽ tư vấn cho mình những cái điều cần thiết, cũng như là như thế nào cho những bạn newbie về cá biển ha. Hello, dạ, hello Rin. Hello mọi người, đây là Rin ha. Mình vô cửa hàng đi ha. Ok, mọi người đam mê cá biển, đam mê về san hô thì có thể đăng ký kênh của Rin Aquarium ha. Các bạn cứ bấm Rin Aquarium ở Rin Aquarium trên YouTube là có ha. Ok, ok, chúng ta cùng vào ha. Ok em ơi, rất là tại vì cái cá biển á, là nó là một cái lĩnh vực nó khá là khác biệt so với những cái dòng bếp khác. Nó có những cái yêu cầu cũng như là thế này thế nọ này nọ thì các bạn newbie lúc mà mới bước chân vô cái cuộc chơi này thì cũng không biết là nên chuẩn bị cái gì đầu tiên, nên chơi như thế nào, hồ setup nước nôi các kiểu sao. Thì hôm nay mời em có thể chia sẻ những cái thông tin đó để khán giả có thể coi mà có thể cảm nhận được và có thể xuống tiền để dấn thân vô bắt đầu thử nghiệm ha. Ok em. Dạ ok, thì cái kiến thức chơi môn này thì thật sự nó vô vàng, nó nhiều lắm. Thì em cũng có chia sẻ những cái kinh nghiệm của em và cái môn chơi này qua 3 năm vừa qua em đã ở trong môn này chơi rồi. Thì em có chia sẻ những kiến thức gọi là xương máu của mình á. Ở trên kênh YouTube của mình là có nguyên một series hướng dẫn chơi cá cảnh biển cho cơ bản luôn. Thì ở đây thì thời gian nó hạn hẹp cho nên là em sẽ chia sẻ nhanh những cái gì mà em cảm nhận và em có thể chia sẻ mọi người ở đây ha. Ok dạ. Anh có coi kênh của em chia sẻ rất là rõ ràng và cái cũng rất là dễ thương nói chuyện, như là chia sẻ rất là thoải mái cho mọi người luôn. Cho nên là mọi người có thể đăng ký kênh và coi lại những clip trước Rin đã chia sẻ ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng, Rin sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái điều cơ bản nhất, những điều lưu ý đồ này nọ thứ. Dạ, ok, lý thuyết rồi. Giờ mình đi thực tế đúng đi không? Thực tế luôn. Đúng rồi. Ở đây thì có mấy dàn cá. Đây là những cái farm em dưỡng cá, rồi những cái farm em farm san hô. Có nghĩa là ở đây mình có thể cung cấp luôn về cá, về san hô, về phụ kiện, tất cả các loại luôn đúng không? Đúng rồi, cá là dàn dưỡng thôi, còn san hô mình có thể nuôi trồng vào đây. Ở đây mình đang phát nuôi trồng. Ok. Dạ, còn bây giờ đầu tiên thì mình qua coi những cái hồ cơ bản cho anh em newbie ha. Ok. Thì thật sự cái đây là cái bảng dành cho newbie, nhưng mà tụi em chơi theo cái phong cách pro rồi. Có nghĩa là chơi một level, có nghĩa là newbie thì chỉ thay nước thôi, còn ở đây là tụi em đã bước tới một cái phong cách chơi mới cao hơn một bậc. Nó không phải là chuyên nghiệp hẳn, nhưng mà nó ở tầng giữa, là một bước chân tiếp theo với bạn, là
đo test chất cơ bản và mình chăm chất bằng tay. Là mình chưa đầu tư thêm máy móc tiền triệu, tiền chục triệu mà mình chỉ chơi bằng cơm. Bằng cơm. Cho các bạn một bước tiếp theo đã lên chuyên nghiệp. À. Và là đây là cái hồ gọi là tầm chung á. Tầm chung. Dạ. Còn cái hồ mà trên video của em là ở bên phòng làm việc của team marketing bên kia. À. Dạ, bây giờ mình coi tạm đây giúp em nha. Ok, ok em, quá là đẹp luôn các bạn. Này là, những cái này là san hô hết hả em? Dạ, toàn bộ là san hô sống hết, anh có thể thấy. Ở đây là nó đang bò nè, nó bò lan ra nè. Anh đụng nó sẽ phản ứng với cái tay của mình luôn á. Anh đụng nó sẽ co lại á. Cho anh đụng thử. Dạ, ok anh. Cái tay sạch. Đúng rồi, nó bám á bạn, giống như nó tương tác với tay mình. Đó là nó bắt dính, những cái đó đung đưa là để nó bắt mồi. Những cái động vật phù du á, sinh vật phù du, thực vật phù du trong nước á, là nó sẽ rất là nhỏ. Rồi con này nó có xúc tu nó bắt, nó ăn thịt đó. À, nó ăn con xúc tu, đúng rồi, nó là động vật mà. Nó là động vật, nó ăn nhưng mà nó có khả năng quang hợp nữa. 80% cái năng lượng vô cơ thể nó là nó quang hợp. Wow. Cho nên là mình cần đèn. Nó là cái dạng đa dưỡng như vậy á. Đa dưỡng là giữa động vật với thực vật luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là hay anh luôn. Anh thấy nguyên một bụi dày ở một đầu như vậy là một con. Một đầu một con. Dạ. Vậy bao nhiêu đây là bao nhiêu con ta? Rất là nhiều anh. Nó là một quần thể luôn. Như cái hồ đây là em setup vào. Ở đây thì bạn thông tin mấy bạn có rồi chắc khoảng nửa năm. Nửa năm rồi thì anh thấy không? Lúc đầu đó chỉ có một cục đây nè. Sao anh thấy cái phần trắng trắng ở trong không? Đúng rồi. Là nó bò lên á. Nó bò lên khung lao của mình luôn. Ý là nó có thể nhảy ra, nó có thể lan đẻ ra ha. Là mình nuôi sống chứ không phải là mình giữ, mình tạo môi trường cho nó sống luôn. Sống luôn. Nó bò lên nè, thấy không? Nó bò lan lên rồi. Cỡ nửa năm nữa có thể nó bò kín cái layout này luôn. Wow, quá là đẹp luôn. Thì một đầu như vậy là một con đó anh. Một đầu là một con. Dạ. Nhưng mà tụi nó liên kết với nhau. Con tôm này cũng đẹp quá nè. Dạ. Có trong cái hồ này rất là đa dạng ha, có tôm, có cá, có ốc nữa nè. Dạ, tôm đây là tôm bác sĩ, nó chuyên chữa bệnh cho cá khác. Chuyên chữa bệnh hả? Con cá khác bị nấm nè, nó sẽ chạy lại ngay cái đây. Nó chụp một vị trí đây gọi là cái gara đi. Con khác mà bị nấm nè, sẽ chạy lại nằm ngang nè. Con tôm nó sẽ lại, nó bắt ký sinh trùng, bắt nấm, bắt đồ, con cá rất là thích. Quá hay luôn các bạn, đúng là thiên nhiên kỳ thú luôn á. Tuyệt vời. Con đây đúng rất là ảo đúng không anh? Ảo quá, cái râu của nó các bạn thấy không? Phát sáng. Râu nó phát sáng. Rồi cái chính giữa nó có một cái lai trắng rất là đẹp ha. Dòng tôm đây thì bây giờ hết mùa rồi. Nó là tôm Việt Nam mình nha. Tôm Việt Nam luôn á. Dạ, nó vô mùa thì rất là rẻ. Mà hết mùa thì giá lại lên có thể gấp 2, gấp 3 lần. Đẹp. Con này thì em nuôi gần năm rồi đó. Nó còn lớn nữa không em? Size đây gần như max rồi anh. Gần nó gấp rưỡi là maximum. Còn hồi mới về là nó nhỏ vậy nè. Dạ. Bữa nay mình nuôi bầy đàn được không? Hay là mình nuôi một con? Nuôi bầy đàn được, như bên nhà bên kia em dưỡng tôm kìa. Bên kia là dưỡng nuôi tôm. Bầy đàn với nhau. Ok, đây là cá Nemo nè các bạn. Coi phim hoạt hình là thấy ha. Cá Nemo, quen quá rồi đúng không? Quá quen rồi. Con này bị nó bị dữ quá, em thả khá cho nó quýnh nhiều quá, em làm biến ghép thế là nó ở một mình. tính hơi lao cá hả, không dữ ha. Đây nó dạng tới mức mà mình đút tay vô mình chỉnh san hô là nó cắn mình luôn á. Ôi ôi. Láo lắm, đâu sợ đâu. Không. Cưng lắm. Cưng quá ha. Đẹp quá. Đây có thời gian mình ghép cặp cho nó ở hai con thì sẽ đẹp hơn. Mời quá các bạn, chắc sau khi review xong là mình cũng phải làm một cái để mình chơi đẹp quá. Nói chung là anh thì anh chơi về bò sát, anh cũng có chơi về bonsai, nói chung về cây cảnh, về cảnh quan đồ này nọ thứ, cho nên là nhìn cái thiết kế, cái bố cục của em với lại cái sự mềm mại của san hô á, làm anh cảm thấy rất là mê ha. Này tối mà lên đèn ngồi chiêu nó là chắc dính luôn á. Ngày luôn á. Hết ngày luôn. Quá đẹp luôn. Những cái mà anh thấy đây nè là ở bên em đang có một team kỹ thuật. Là mình cố gắng ra được một cái sản phẩm mà cho cá biển mà made in Việt Nam luôn. Made in Việt Nam quá hay luôn. Made in Việt Nam luôn. Đúng rồi. Như cái đây là cái bóc bù nước nè. Anh thấy là nó ghi là Rinano, có nghĩa là cái bóc đây là cái bộ kit đi kèm. Nếu như không có nó thì anh phải xài những cái bộ khác, nó sẽ không có fit được như này. Không có đẹp được như này. Ok. Đây là những cái lò khử, đây là thay vì cái lò người ta dùng bơm á, thì cái đây lò khử không dùng bơm luôn. Là những cái idea mà bên team của bên em đang sáng tạo ra để mà tạo ra một cái bộ kit. Thì sắp tới sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất thôi, thì cái bộ kit này chắc chắn sẽ hỗ trợ mọi người chơi môn này dễ hơn rất là nhiều. Như hồi trước là phải mua của Resi, là nhập từ nước ngoài về rất là mắc nha. Nhưng mà nhập nước ngoài về em nghĩ là Việt Nam mình hoàn toàn thể làm được. Đúng rồi. Sẽ ra mắt. Hay quá em. Thật ra anh em Việt Nam mình sau khi chơi tìm hiểu rồi có thể ra những cái sản phẩm riêng để phục vụ cho cái thị trường mình luôn. Không nhất thiết phải nhập khẩu. Đúng ví rồi. Dụ bên bò sát của anh cái nào mà mình có thể làm được hầu như là làm được hết. Là anh cũng ra những cái sản phẩm để phục vụ cho cái anh em Việt Nam mà thậm chí nếu mà có cơ hội có thể xuất khẩu luôn. Anh thấy nước ngọt làm đèn rất là hay. Có anh
Havila, anh Hải Nguyễn làm một dòng đèn cá biển rất là ok, thì em nghĩ Việt Nam mình hoàn toàn làm được. Anh nghĩ dư sức ở bên nước biển có một anh là anh Nguyễn Vinh cũng làm đèn, không thua gì đèn nhập đâu, thì team tụi em cố gắng phát triển những dòng sản phẩm đó lên, ví dụ như hóa chất đi, nhập nước ngoài thì bây giờ có những anh ở Việt Nam mình á, có những cái hãng mà mấy anh làm kỹ sư, gọi là kỹ sư môi trường, mà đứng ra làm những cái hãng đó. Sắp tới là tụi em sẽ cố gắng hỗ trợ mấy cái thương hiệu Việt Nam đi lên để cộng đồng Việt Nam mình nó lớn mạnh á. Đúng rồi, quá hay luôn em, tuyệt vời luôn á. Em rất là thích kiểu như vậy. Anh cũng thích vậy, chơi nó phải như vậy. Nói chung cái kiểu chơi trước giờ mọi người hay lệ thuộc quá vào nước ngoài. Thấy chưa, sức đắc điểm ban đầu lúc mình chưa có cái gì á thì mình học hỏi đồ này nọ, nhưng mà mình học hỏi xong mình cũng phải nâng cao lên, mình ra được cái sản phẩm cho mình thì đó mới là cái điều hay, đúng không các bạn? Tinh thần yêu nước của em hơi mạnh rồi. Anh cũng vậy, hai anh em mình đồng chí hướng. Ok rồi em, nhưng mà bây giờ newbie đi. Dạ. Chủ đề ngày hôm nay mình nói đang nói về newbie. Thì các bạn mới bước chân vô cá biển, ví dụ như anh đi, anh nhìn là anh thấy anh bị hút hồn rồi đó, nhưng mà giờ anh sẽ không biết anh nên bắt đầu từ đâu, rồi chi phí để ban đầu để có thể tham gia vô môn này là như thế nào, thì em có thể chia sẻ với mọi người để mọi người có thể chuẩn bị vô. Ok, nếu newbie á mới bắt đầu bước vô chơi thì cái hồ có thể thấy ở đây là hồ mẫu của em. Thì cái đây là hơi nhiều san hô, mọi người chia ra còn cỡ 50% thôi là newbie có thể chơi một cái hồ cơ bản được. Rồi. Là cái lượng san hô ít như vậy thì hoàn toàn có thể chăm sóc được. Đúng rồi. Còn ở đây là pro tí là mình chơi được dày san hô. Là cái hồ 40 là một lựa chọn, nếu mà nhà mình có không gian mà ngân sách thoải mái hơn một tí, mình chơi cái hồ 45 là cái size tiêu chuẩn ở trên quốc tế luôn. Như cái hồ của Resi Nano Map, nó có một cái hồ nano nó cũng cái size đây luôn. Với cái size này thì mình có thể chơi nhiều san hô hơn, không gian rộng hơn, và đặc biệt là anh biết cái biên độ dao động của nhiệt độ trong nước á. Cái hồ anh càng to thì nó càng ổn định, cái hồ nhỏ thì nó sẽ dao động, mà san hô là rất là nhạy cảm với nhiệt độ. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là ví dụ newbie mà sắm được chiller thì mình chơi san hô ok. Ok. Còn mà chơi quạt thì mình chơi ít san hô, hay là chơi những cái dòng đơn giản, ví dụ mấy con mềm này nè. Nó ít nhạy cảm với nhiệt độ, nó thích nghi rất là tốt. Mấy con mềm đung đưa nè, mềm đây, hay là con xanh xanh ở trong. Thì đó, mấy con đó nó thích nghi rất là tốt nha. Còn những con mà như mấy con này nè, mấy con cứng, mấy con mà màu mè nó khó khăn hơn á, thì mình phải có quạt kiểm soát nhiệt độ dưới 28 hay là có chiller là tốt nhất. Còn không có thì mình cứ chơi cá với vài san hô dễ thì hoàn toàn có thể chinh phục. Mình đừng có mà ví dụ không có chiller mà mình cứ đòi con khó. Anh hình dung giống như anh chơi tép, anh không có chiller mà anh đòi chơi tép ong thì đâu thể được, đúng không? Anh chơi được tép màu thôi, nó nhẹ nhàng như vậy đó. Ok, anh này biết rồi, nhưng mà nhiều khi mọi người chưa biết cái chiller em nói là cái gì. Cái chiller là cái máy làm lạnh ở đây tụi em không có dùng. Tụi em do là tụi em xài ở trong không gian phòng lạnh. Cái chiller là cái cục làm lạnh nước màu đen á. Có gì anh về anh search, anh chèn cái hình giúp em cho mấy bạn coi. Ok. Dạ. Thì cái môi trường nước biển các bạn, cái nước nó lạnh, cái nước ở dưới nó lạnh, nó phù hợp với những loài sinh vật đó. Thì khi chúng ta trong cái môi trường nhân tạo, chúng ta cũng phải làm lạnh, làm mát cái nước đó, nó tương đồng với lại ở ngoài tự nhiên thì nó mới sống được. Đúng rồi. Ha. Ok. Cái cá thì nó dễ, cá thì dưới ngọt hả? Đúng rồi. Nhiều dòng san hô nó dễ như cắt cắm vậy đó, thì không cần. Những cái dòng khó như nana, ráy, quai, các thứ muốn rất đẹp thì bắt buộc phải đâu. Đúng rồi. Thì chúng ta nuôi cái dòng nào, chúng ta phải tạo cái môi trường sống nó phù hợp cho nó. Giống như bên bò sát của anh, nó có cái dòng Mandarin Iguana. Dạ. Nó sống ở ngoài biển, thức ăn của nó là tảo biển. Wow. Thấy bên nước ngoài người ta chơi, người ta muốn set up cái môi trường sống cho nó là nước, người ta cũng phải sắm cái chiller đó. Dạ. Có nghĩa là khi nó lặn ngay xuống dưới nước thì nước nó phải lạnh. Hay quá. Nhưng mà khi nó bò lên bờ á thì ở trên người ta phải gắn cái quạt và cái sưởi. Đúng. Gió là phải gió nóng, xuống dưới nước thì nó phải lạnh. Chà. Rất là phức tạp luôn. Thì như vậy nó mới phù hợp với nó. Ở chỗ anh có nuôi không? Không, còn đó nó rất là mắc tiền mà nó cấm nữa, cho nên là không thể nuôi được. Dạ, chỉ thấy bên nước ngoài người ta chơi, ý mình nói là muốn chơi cái nào cho nó đẹp, cho nó gọi là nó như thế này các bạn, phát triển tốt, các bé nó khỏe mạnh, lanh lẹ đồ này nọ, thì chúng ta phải tạo cái môi trường sống nó chính xác, phù hợp cho bé nó thì bé nó mới phát triển ổn định phải được. Phải lớn rồi phát triển nha. Đúng rồi, chứ phải lớn phải triển là nha. Chỉ để cho nó sống không? Cho để cho nó tàn từ từ là không được, đúng không? Dạ đúng okay, rồi. Em. Nó cần kiến thức mình nhiều lắm mà update. Đúng lên rồi. YouTube em coi. Vậy mới hay, đúng rồi, lên YouTube coi quá tuyệt vời. Ok em, vậy một cái hồ như vậy thì chi phí bao nhiêu ta? Anh nói cái hồ không nha, mình sẽ phân tách ra từng cái nhỏ nhỏ để các bạn chuẩn bị. Thật sự là rất là nhiều chi tiết. Em hiện tại ở đây cụ thể thì em lên website đi, website của em là em có để, thì em lên em tra cái nha. Ok. Em có để một bộ hồ cơ bản. Đây. Anh vô đây là nó sẽ có combo hồ cơ bản nè. Đúng như cái video em hướng dẫn setup á. Là nó gồm 3 triệu 564, không biết là giá cập nhật chưa nha. Nhưng mà không chênh nhiều đâu.
là nó sẽ gồm bể nè, vật liệu lọc, đá sống rồi vi sinh á, tất tần tật là khoảng 3 triệu mấy đó, bộ dạng như này. Nhưng mà cái đèn thì nó không có xịn như này, cái đèn nó cùi hơn tí, nó chỉ bật tắt thôi. Còn ở đây nó có cảm biến để mình tăng giảm màu cho nó đẹp nữa. Ồ, hay quá. Dạ, có quạt, có cảm biến quạt các thứ. À. Thì ví dụ úp lên cây đây thì thêm khoảng từ 800 mà lên 1 triệu tư là nhiêu ta? 800. Thêm khoảng 600 ngàn nữa. Ok. Rồi ví dụ thêm những cái đây thì khoảng 300. Dạng dạng như vậy á, mình muốn update thêm cái gì thì mình cứ tìm hiểu, mình cần thiết mình up thêm. Còn nếu một bộ cơ bản từ khoảng 3 triệu rưỡi tới 5, 6 triệu là có một bộ rồi. Quá ok luôn các bạn. Mình thì mình cứ, tại vì mình không có rành cho nên mình cứ nghĩ là nó sẽ rất là mắc. Anh nghĩ nó phải trên chục. Nhưng mà ví dụ như với cái giá này thì nó, chúng ta thấy giá trên web á, cái bộ cơ bản nó có 3 triệu tư mấy chục à. Nhưng mà mình nói muốn cho nó này nọ thì cho 5 triệu đi. 5 triệu vẫn quá rẻ, dù bắt con Igu về làm cái chuồng không cũng đã, cái chuồng Igu, cái chuồng sắt không đã 3 triệu mấy rồi. Dạ, nhưng mà đó là bắt đầu thôi nha. Đó là bắt đầu thôi. Ví dụ chơi những dòng chuyên nghiệp hơn thì phải có chiller vô thì okay. Cái tiền chiller này nó đổi thêm những phần tiếp theo nữa. Đúng rồi. Thì mình là step bắt đầu thôi. Mình phải hiểu đúng vấn đề đó. Đúng rồi. Có nghĩa là ban đầu mà 3 triệu mấy để tham gia vô cuộc chơi, mình nghĩ nó quá hợp lý luôn, nó quá hợp lý luôn. Ai cũng có thể chơi được. Anh thì lúc đầu anh nghĩ là khoảng đâu đó phải 10 thì nó cũng là một cái khoảng cách, nó cũng là một cái rào cản đối với mọi người. Nhưng mà 3 triệu mấy là quá hợp lý luôn các bạn. 3 triệu 6 là chưa có chân, thêm chân nữa quanh khoảng 5 triệu đi. 5 triệu thì anh tính khoảng 5 triệu là ok. Là ở trong cái hồ này á, là nó bao gồm cả đèn ha các bạn ha. Hồ thì khỏi nói rồi, đèn. Còn sinh vật thì nó vô chừng lắm. Anh thích chơi nó, anh chơi ví dụ Nemo 90 ngàn còn có mà. Triệu mấy, 2 triệu cũng có. Thì sinh vật tùy túi tiền của mình. Có nghĩa là trong cái hồ này là nó có nền nè ha. Dạ, nền. Có nền, có layout, có background rồi này. Có đèn. Đèn. Có bơm, đường ống đi hết về cắm điện thôi. Nói chung là có tất cả, chỉ không có san hô và cá thôi. Có bút đo độ mặn để kiểm soát lượng mặn. Có sẵn muối. Là trong bộ đó có đầy đủ hết, có vi sinh luôn. Có vật liệu lọc đầy đủ hết. Quá là ok, quá là ổn áp luôn các bạn. 5 triệu là có cái hồ về chơi. Anh sẽ nhờ em làm giùm anh cái hồ ha. Anh em ơi, em thích đặt bên tiệm không? Anh dính luôn. Anh quyết định lúng luôn hả? Lúng luôn, quyết định lúng luôn. Đang ghiền. Em thích để bên tiệm sâm không? Anh tặng cho em một cái. Để anh sẽ tặng em cái để bên đó. Ok. Có máy lạnh không anh? Tiệm có máy lạnh 24/24 luôn. Tối về tắt chứ. Tắt thì mình chơi cá lại san hô cơ bản hơn là được. Không thì quá anh đầu tư cái chiêu lớn. Thì vô tư tiền chuyện nhỏ, nói chung là mình á không chơi thì thôi, chơi là phải đẹp, phải chất. Và các bé mình chăm á là nó phải khỏe, phải đẹp, phải bung hết được những cái tố chất của nó ra mình mới chơi. Chứ mình không có nuôi đại, nuôi đùa, không có nuôi cho có. Đó, cho nên là nếu mà anh đã chơi thì chắc chắn là phải chơi 5 triệu rồi. Ok. Anh phải đầu tư cho nó tới. Nếu như anh chơi đây phong cách cơ bản nhất em đang hướng dẫn mọi người á, một tuần anh thay nước một lần. Một tuần anh thay nước một lần là 10%. 20% tùy theo anh thoải mái. Thay càng nhiều thì nó càng loại chất độc ra và cung cấp dinh dưỡng vô. Thì nếu mà chơi theo nguyên tắc đó thì anh cứ tính là 1 lít nước là anh được chơi một con san hô. 10 lít nước là một con san hô chứ. 10 lít nước. Như cái hồ đây thì anh được khoảng 6 con. 6 con. 5-6 con. Thì được một con cứng và còn lại là mấy con mềm. Con cứng là ở đây nè. Còn lại là mấy con mềm đung đưa như này. Như này. Như này. Đẹp lắm nha. Quá đẹp không luôn. Không xấu đâu, mấy con mềm không xấu đâu. Anh muốn chuyên nghiệp, anh muốn nó dày hơn nữa, anh kiểm soát được rồi, nửa năm sau anh cảm thấy rành rồi. Anh cơ công mà anh muốn dày san hô hơn, anh muốn chăm chất đo chất thì sau đó anh sẽ coi những clip hướng dẫn đo chất, hướng dẫn chăm chất là canxi là bao nhiêu, magie bao nhiêu, cá nhiêu. Lúc đó là anh học hóa vậy á. Lúc lên vậy thì nó mới đau. Anh đủ đam mê thì anh lên, còn không thì anh dừng lại như cũ. Okay. Hai con Nemo ít san hô là ok. Là quá ok dạ, đúng không? Dạ. Thật ra với tôm mà đòi dễ lắm luôn á. Tôm nó quá đẹp, chắc chắn là nó phải có trong hồ anh à. Với người không chuyên như anh á thì anh lại nghĩ là cái san hô mềm nó lại đẹp hơn san hô cứng. Với người không chuyên, không có hiểu về chuyên môn á, tại vì mình coi thấy động vật hay cái gì đó mình cứ thấy san hô nó cứ lả lướt đung đưa nó rất là đẹp. Đó, mình thật sự mà nói là mình chưa có hiểu cái giá trị về cái dòng san hô cứng này. Dạ. Thì một lát chắc là mình sẽ làm một cái clip sau chuyên về nó. Dạ. Còn này là dành cho anh em newbie. Dạ. Anh em newbie anh nghĩ là có rất là nhiều người đam mê khi người ta coi kênh hoặc là vô tình thấy trên chương trình TV rồi người ta thấy rất là đẹp, muốn sở hữu. Nhưng mà thứ nhất là không biết bắt đầu từ đâu. Dạ. Không biết kết nối với ai. Dạ. Và không biết chi phí mình sẽ phải bỏ ra là bao nhiêu, cho nên là đó là những cái rào cản. Dạ. Thì qua cái clip này hy vọng là mọi người có thể có thêm được những cái thông tin cũng như cái nơi liên hệ. Mọi người có thể liên hệ với Rin ha, và
connect cái gì đó YouTube Green Aquarium để tìm hiểu thêm cái thông tin cho mình. Anh cho em khoe tí xíu nha. Ok. Là cái bộ bể mà setup trên YouTube á, tới bây giờ là nó 2 năm tuổi. 2 năm tuổi tròn và cái độ mộc của nó, cái độ phụ của nó gọi là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời cho luôn. Cho nên là bên em sẵn sàng chia sẻ những cái đó. Chỉ cần những bạn khán giả, những bạn tin tưởng em á là tuân theo những cái bên em hướng dẫn. Đúng rồi. Có nghĩa là em cho nuôi con đó được, đừng có thả con khác vô. Ví dụ cái hồ đây chơi được những con cá mà nó có tính lãnh thổ thấp đi, và đi thả những con cá mà nó cần tới cái bể 2-3 mét để nó tung nó bơi, nó vô đây nó stress thì chắc chắn nó sẽ nắm nó bệnh, nó ảnh hưởng cả hồ thì đúng nó rồi. Sẽ mất cái độ ổn định, thì cái lại nghĩ muốn chơi này nó khó. Đúng rồi. Thực ra là mình chỉ cần hiểu thôi. Đúng bằng rồi. Chứng là cái bể em sống được 2 năm trời, đúng không? Cá mập uống đu, san hô mập đúng uống đu là rồi. Mình có niềm tin lên cho rồi. Đúng rồi, quá tuyệt vời luôn. Thật ra môn nào cũng vậy các bạn, set up cho đúng, tạo môi trường nuôi cho đúng là bé nó khỏe mạnh nè. Chứ set up mà sai á, xong rồi thả sai sinh vật, tư duy sai dẫn đến hành động sai là nó sai hết luôn. Đại dương nó đa dạng lắm, mình học, em học tới giờ chưa hết. Thiệt luôn, những anh em chơi san hô lâu năm với nhau vẫn chia sẻ với nhau. Ví dụ nha, đang nuôi tự nhiên nó lăn ra nó chết. Thì mình phải biết là vì sao sinh vật nó chết là tụi em vẫn cập nhật kiến thức thường xuyên đúng với rồi. Nhau luôn. Bởi vì tụi em nuôi san hô là dạng nuôi farm á, thì sẽ có những cái dòng sâu ăn nè, là mình phải có con cá thiên địch để trị nó lại dạng dạng như vậy. Thì mình đam mê là mình cập nhật liên tục, đúng cập nhật liên tục, quá liên tục hay thì luôn. Nó mới đẹp được cái hồ mình. Đúng rồi. Đó mình chơi, mỗi lần mình anh á thì anh chơi động vật, anh cũng thích ngoại chuyện chăm sóc, anh sẽ quan sát cái hành vi đồ của nó, anh sẽ coi coi đó cũng tìm cái nguyên nhân tại sao nó bị thế này bị thế kia và có hướng giải quyết, thì cái cuộc chơi mình vậy nó sâu và nó hay. Quá tuyệt vời luôn. Thì ok các bạn, clip này dành cho newbie cho nên là có thể là chúng ta sẽ tạm dừng ở đây ha. Thì mình tổng kết lại một số cái thông tin cơ bản cho anh em nào muốn bước chân vô chơi cái dòng cá biển cũng như san hô. Thì với cái chi phí ban đầu đâu đó tầm khoảng 5 triệu là anh em đã có một cái hồ cộng với những cái trang thiết bị cơ bản. Để cho một số loài coi như là dễ có thể sống khỏe. Thì mình nghĩ là như thế này là quá ok rồi. Em bây giờ á, để cho nó gọi là nó cụ thể hơn. Ví dụ như cái hồ này nè, anh muốn y chang vậy nè, em y có thể báo giá sơ cho anh. Ví dụ anh muốn sở hữu y chang vậy, y chang đúng không? Bây giờ cái bụi kia kìa, mình sẽ nuôi từ cái frac nhỏ như này. Thì frac đó là clover Thái Lan là 300 ngàn, đang giảm giá còn 150, là anh nuôi khoảng mấy tháng là nó chang là như vậy. Ok. Một cục như vậy là khoảng 150. 150. Cục như này là 120-150 gì đó. Mềm quá anh em. Anh đếm đi, 1, 2, 3, 4, 5 cục. Là cho 600. 600. 700 mấy đi. 700 mấy. Con tôm bây giờ đang mua mắc 350 cho 1 triệu. Con Nemo đây 150. 150. Chiều 150. 150. Mấy con chút kia thì mấy chục ngàn, 5-70 ngàn một bông. Hết rồi, đâu còn gì đâu. Coi như là có triệu mấy chứ, tới 1.5 triệu. Coi như có 1.3 triệu các bạn. Coi như 1.3 triệu mà cộng với cái hồ đồ này nọ, cái này nó khoảng đâu đó nó tầm khoảng 6 triệu rồi các bạn, nguyên cái hồ này nè. Đúng không? Là quan trọng là anh phải biết kiềm chế nha. Ví dụ nha, anh thấy con đây đẹp quá. Anh đụng như con đây nó tới 7 triệu lận đi, thành ra cái hồ nó mắc tiền. Do cái dòng nó hiếm. Con đây là mình phải nhập nước ngoài về, anh biết cả ngàn con may ra mới được một con đột biến như này. Đúng rồi. Đem con nó về thuần vô hồ nước ngọt, anh nuôi cả năm trời nó lan được tí xíu này nè, mới ra được con như vậy. Là đột biến là những con nó mắc, thì đừng có mất kiểm soát. Mình ghiền quá, mình lúng quá, nó sẽ nhiều tiền. Cơ bản biết đủ là đủ thì ok. Không, nhưng mà thường chúng ta đủ trình chúng ta mới lúng được. Đủ trình chúng ta hiểu nó đẹp như thế nào. Ví dụ như anh là giờ newbie, anh nhìn cái hồ này coi như đối với anh là hiện nay á, giai đoạn này là perfect rồi. Đẹp, đúng không? Perfect rồi. Anh nhìn đây anh chưa có cảm nhận chưa được thấy nó đẹp đó. Chưa cảm nhận được. Khi mình đủ cái trình rồi đó bạn, mình biết cái nào hiếm cái nào không hiếm thì mình mới thấy giá trị của nó được. Dạ đúng rồi. Còn hiện nay đối với anh newbie á thì như thế này gọi là perfect rồi. Dạ. Quá đẹp rồi. Nguyên cái hồ này có 6 triệu rồi các bạn. Thì mình sẽ ok thôi, sẵn đây mình chốt cái hợp đồng luôn. Anh nhờ em. Vợ anh thì làm bên tattoo có tiệm sâm. Có tiệm sâm thì anh sẽ tặng cho vợ anh một cái hồ giống như vậy. Dạ ok. Nói chung tương vậy em nhìn vậy ok không? Ha, tặng cho em một cái hồ có cá, có này, có nọ ha. Ok, anh nhờ em set up giùm anh. Dạ. Set up giùm anh một cái bộ như vậy. Ok ha. Dạ. Rồi ok anh em. Chốt đi luôn.
Rồi ok. Ok mọi người, thì với những cái thông tin nãy giờ hy vọng mọi người có thể có thêm nhiều cái thông tin để có thể ra quyết định dễ dàng xuống tiền hơn, và khi mà chúng ta vô cái cuộc chơi chúng ta sẽ có được nhiều cái thông tin cũng như tránh bị mất những cái tiền gọi là mất không đáng có ha, do chúng ta có những cái thông tin nó sai lệch hoặc là bị dẫn dắt một cách sai lệch đầu này nọ thứ. Thì hy vọng là mọi người vui với clip này ha. Ok, mình và Rin bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở clip sau. Bye bye. Bye bye mọi người. Quá hay luôn.